thơm phót. Chào tất cả bà con nhá. À, món thịt gì bà con nhá. Chào mừng các bạn đến với Di nhá. Di nhá. Đấy, hôm nay anh em mình lại làm clip. Clip gì nhá? Làm mấy con vịt thịt uống rượu. Đúng rồi các bạn ạ, làm clip lẩu nướng các bạn ạ. Đấy. Anh em mình giờ đang thịt vịt trước, thằng này đang làm lòng các bạn ạ. Ui lâu lắm. Lâu lắm. Đấy. Làm clip thịt vịt nướng ăn mừng cái gì nhỉ? Ăn mừng được cái gì nhỉ? Được bật kiếm tiền nhá. Đấy, sướng các bạn ạ. Cho ăn mừng to cực kỳ luôn. Đấy. Rau nhá. Các bạn ơi, đây là rau này. Các bạn ạ. Rau nhà. Đấy. Còn sâu luôn này, đúng rau sạch luôn. Đây là cải bắp khoai lang. Đấy. Thịt vịt đã xong nhá. Ơi. Lược lẩu xương xưa các bạn nhá. Đây. Ý, nước lẩu xương xương các bạn. Gần như công đoạn chế biến sơ qua đã xong. Vung ra tắm ạ, cho đỡ bổ. Trúc xích. Đấy. Thịt lợn trúng. Thịt lợn trúng này. Đây là khâu chuẩn bị của anh em mình. Đấy. Ăn mừng gì nhỉ? Ăn mừng gì nhỉ? Ta nhỉ? 2 triệu sắp. 2 triệu sắp à? Ước mơ các bạn ạ. Đấy, ước mơ 2 triệu sắp. Đây nha. Thám chào mọi người đi. Và giới thiệu món đang làm là món gì nhỉ? Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với Khắm TV. Đấy, đây là thau chân cánh gà mình đang ướp siêu cay. Các bạn, siêu cay khổng lồ. Đấy, ăn mừng kênh một tuần đầu kiếm được 0.10 mấy đô. Các bạn chân gà thu rồi. Bây giờ mình sẽ mang hành lửa các bạn nha. Đấy, mang hành lửa. Không hạnh vào nào, không sao. Có, chuyên gia luôn. Không sang thì phí. Không ăn, không sang thì phí nhỉ. Ừ. Nó gọi tao nhỉ. Thằng nào bác bô kìa. Thế à? Xem mày tháo hùa. Đi bác bô. À, đi móc rồi. Anh tự bị chảy đi. Mà tháo cho mình 15, 16 chân. Chúng chân gì? Cánh thì à? Chụp cái cánh. Chân gì? Chân 7. Cầm. Đây cái. Một cây nữa thằng sáng. Chân gà chuẩn bị đi lướng nhá. Cái này chụp ảnh không? Vào lấy cái dây đi. Tắm vào cái dây thép ngoài đâu. Bỏ đây. Bỏ ba đây. Đây nhá. Đi. Thằng còn quá thì em... Ít của ai đây? Ít của đây. Mày chạy ngoài chân ngoài đây nhá. Tao con rồi. Quên đi. Đó đây. Đưa đi em vào quá. Hay là ngon quá nhỉ. Thằng ăn vụng trước. Không phải. Đéo bảo anh mập nghe cái biết ngay, đéo phải ít gì. Không nghe là không biết gì. Chạy nhiều biết gì. Chạy nhiều nghe bố ít biết gì. Gần xong chân cánh gà lướng rồi nhá. Thơm phót. Dĩ cây đấy một người rồi. Cầm lên đồng nào đi. Cầm lên đồng nào. Con hết nào. Đây.
lại nhá. Uống nhá, mời rượu đi, nước ngọt để sau đi, nước ngọt giữa này. Cái em ơi. Ơi! 1 2 3. Rồi. 2 3. Rồi. 2 3. Rồi. Uống bao nhiêu? 100%. Hết chưa? Uống cả chén, uống cả ôm. Quyền lên. Quyền lên. Đấy nha. Ngày hôm nay anh em mình tổ chức món hộp bữa phần làng rồi đấy. Không ăn đâu, không uống đâu. Kiếm được không phải nhiều đâu ấy các bạn. Đấy, đây là nồi lẩu. Gì nhỉ? Chân cánh gà lướng. Ôi rồi, thôi bây giờ mời cả mọi người ngoan nha. Mời các bạn xem video cùng ăn nha. Đấy, đã ăn rồi. Đấy, hẹn các bạn cả lên sau. Đấy. Mong người chén ở đây. Đây chuyên mục ăn của bọn mình nhá. Xin mời các bạn. Ờ, chưa ăn đâu, chưa ăn đâu, chưa ăn đâu. Từ đây tớ chưa ăn đâu.